Xin chào các bạn tân sinh viên của trường Đại học Tài chính Marketing đã trúng tuyển vào trường theo diện đó là xét bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và các bạn được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Và trong thời gian vừa qua, trên kênh YouTube của nhà trường, các bạn cũng hỏi nhiều về vấn đề xác nhận nhập học như thế nào vào trường. Và công tác xác nhận nhập học rất đơn giản. Đầu tiên, nếu các bạn nào hiện nay đang ở khu vực không bị phong tỏa hoặc giãn cách, các bạn sẽ gửi về cho trường phiếu điểm bản chính đối với các bạn mà trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn đối với các bạn được đặc cách thì các bạn sẽ gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời về tại trường Đại học Tài chính Marketing theo địa chỉ 778 đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Và lưu ý các bạn gửi bưu điện bằng hình thức đó là chuyển phát nhanh đảm bảo để đảm bảo là giấy tờ của mình có thể tới được trường. Nếu như các bạn nào sinh sống ở khu vực bị phong tỏa hay giãn cách thì các bạn sẽ thực hiện các công tác sau. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào địa chỉ website dns.ufm.edu.vn. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập. Thí sinh xét tuyển nếu chưa đăng ký tài khoản sẽ đăng nhập bằng số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân dùng khi mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mật khẩu là ngày sinh của các bạn thí sinh. Còn nếu như các bạn nào trong trường hợp đã từng đăng ký tài khoản tại trang này rồi thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình đã đăng ký. Sau khi các bạn đăng nhập thành công thì sẽ vào trang giao diện như thế này, sẽ có thông tin của chúng ta. Và để biết xem một lần nữa chính xác mình có trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính Marketing hay không, các bạn sẽ click vào ở mục bên tay trái này, các kết quả xét tuyển. Và ở trang này sẽ hiện ra kết quả xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và các bạn sẽ biết được là mình trúng tuyển hay không. Và đặc biệt đó chính là nếu các bạn trúng tuyển, các bạn phải chú ý tới mã số sinh viên ở dòng cuối cùng này. Ở dòng cuối cùng này, các bạn sử dụng mã số sinh viên để mình đăng nhập vào trang UES để kê khai phần sinh viên trong phần nhập học các bạn nhé. Và ở đây các bạn cũng có thấy phần xác nhận nhập học trực tuyến. Các bạn có thể click vào phần xác nhận nhập học trực tuyến này thì nó sẽ nhảy sang một trang khác. Hoặc các bạn có thể nhìn ở phía bên tay trái cũng có một phần gọi là xác nhận nhập học. Ở bảng thông tin này, các bạn sẽ thấy được những thông tin của bản thân của mình cũng như là thông tin trúng tuyển. Các bạn có thể nhấn vào những cái ô trong này để mình xem thông tin. Và sau đó các bạn phải điền một mục rất quan trọng, đó chính là mã giấy chứng nhận tốt nghiệp thi trung học phổ thông. Và sau đó các bạn sẽ phải chụp hình giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bản chính và đính kèm ở khu vực này. Còn đối với các bạn nào được đặc cách tốt nghiệp thì các bạn sẽ chụp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tạm thời. Và hạn chót để các bạn gửi ảnh về cho nhà trường là 17 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Và đây cũng chính là thời điểm mà nếu như các bạn gửi qua đường bưu điện thì các bạn cũng phải gửi trước thời gian này, đó là trước 17 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Sau khi chụp đầy đủ, các bạn sẽ nhấn vào nút cập nhật. Các bạn thí sinh lưu ý là chúng ta phải chịu trách nhiệm về việc xác nhận của mình, tránh việc khiếu nại sau này. Và việc nhập mã giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng cho các bạn thí sinh đang ở vùng phong tỏa và chưa gửi được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và các bạn lưu ý, khi hết thời hạn phong tỏa hoặc khi điều kiện cho phép, các bạn phải gửi ngay bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông về trường để hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học. Các bạn thí sinh nào đã gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông qua đường bưu điện thì các bạn không cần phải nhập ở trong khu vực thông tin này. Và trên đây là các công đoạn để các bạn có thể xác nhận nhập học một cách thành công, rất đơn giản đúng không ạ? Mọi thông tin thắc mắc các bạn có thể truy cập vào website của trường ở địa chỉ ufm.edu.vn hoặc cổng tuyển sinh ở địa chỉ tuyển sinh.ufm.edu.vn và các fanpage cũng như kênh YouTube của nhà trường. Ngoài ra, hiện nay các thầy cô của trường Đại học Tài chính Marketing đang thực hiện theo đúng lệnh giãn cách của thành phố Hồ Chí Minh cũng như của chính phủ nên không có mặt tại trường. Vì vậy, các số điện thoại hotline của trường hiện nay các bạn không thể liên lạc được. Các bạn có thể inbox vào các fanpage hoặc comment ở trên kênh YouTube của nhà trường hoặc có thể gửi mail vào các địa chỉ email của các phòng ban có liên quan.
Địa chỉ email này đã được thể hiện rõ trên các website của các phòng ban. Các bạn có thể theo dõi trên các website của nhà trường.